thị trường bất động sản Phú Quốc ghi nhận không còn cảnh ồ ạt lướt sóng như cách đây vài tháng. Hoạt động mua bán nhà đất tại Phú Quốc hiện tại khá ổn định. Dòng tiền của nhà đầu tư vẫn âm thầm chảy vào thị trường này, nhưng có xu hướng đầu tư dài hạn. Các chuyên gia cho biết, nếu như trước đây thị trường Phú Quốc rầm rộ với dòng tiền đổ vào đất phân lô bán nền, thì nay nhiều nhà đầu tư lại hướng đến phân khúc biệt thự. Họ kỳ vọng với lượng khách thuê cao cấp, lợi nhuận cho thuê sẽ cao hơn hẳn các phân khúc khác. Giới kinh doanh bất động sản vẫn âm thầm đổ về Phú Quốc như một hiện tượng cũng dễ lý giải, bởi khi mà chỉ số tăng trưởng du lịch của Phú Quốc tính trong 3 năm 2013 đến 2016 là 33%, cao hơn hẳn so với Đà Nẵng và gấp đôi Nha Trang, kéo theo công suất thuê phòng và giá phòng của Phú Quốc rất cao. CBRE Việt Nam nhận định, các nhà đầu tư tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dường như có niềm tin rất lớn vào thị trường Phú Quốc bởi những lợi thế mà bất động sản ở đây mang lại. Những nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ nhìn rất rõ tiềm năng của từng khu vực trong tương lai, do đó không phải tự nhiên mà họ bỏ tiền vào một phân khúc không có lý do.